Chào tất cả mọi người, hôm nay thì mình sẽ làm món cà tím theo một cái cách mới. Không phải là cà tím nấu với lá lốt hay là với đậu, chuối, với ốc như chúng ta thường làm. Mà hôm nay mình sẽ làm một cách khác. Đó là cà tím này sẽ đem đi hấp. Sau đó thì sốt với cái nước sốt, ăn cực kỳ ngon và lạ miệng luôn. Thì nguyên liệu mình chuẩn bị ở đây thứ nhất đó là cà tím. Thì các bạn có thể mua cà già này hoặc là cà tròn đều được nhá. Thì các bạn chuẩn bị nửa cân hoặc là 7-8 lạng gì đó, tùy theo số lượng các bạn nấu cho mâm cơm bao nhiêu người. Tiếp theo là có tỏi này, ớt này và hành lá. Ngoài ra thì mình chuẩn bị một chậu nước ở đây để lát nữa để ngâm cà. Bây giờ thì mình sẽ tiến hành chế biến và thực hiện nấu món cà này nhé. Thì mình sẽ cho vào đây khoảng 1 thìa muối này. Sau đó mình sẽ vắt vào đây thêm nửa quả chanh nữa. Hòa tan ra, lát nữa chúng ta thái cà chúng ta sẽ cho vào đây nhé. Cà này thì chúng ta sẽ cắt khúc khoảng 5-6cm. Sau đó thì chúng ta sẽ tiếp tục bổ ra này. Và một cái khúc cà này thì chúng ta sẽ bổ làm 4. Sau đó thì sẽ cho vào cái chậu nước mà chúng ta vừa cho muối với cả chanh đấy. Đây là phần cà mình đã ngâm trong cái hỗn hợp nước muối chanh này. Mình sẽ ngâm trong này để cho cà nó không bị thâm nhá. Đây là phần cà tím mà đã được rửa sạch sẽ này để ráo nước. Thì bây giờ chúng ta sẽ cho vào đây khoảng tầm 1-2 thìa canh nhỏ ấy, dầu ăn nhá. Đó. Bây giờ chúng ta sẽ xếp hết cà này vào trong nồi hấp như thế này. Các bạn nhớ là sẽ xếp cái phần lưng cà màu tím xuống dưới nhé. Đây, chúng ta sẽ xếp vào nồi hấp như thế này. Sau đó thì chúng ta sẽ hấp khoảng 6 đến 7 phút cho cà nó mềm, tính từ lúc cái nước sôi trở đi nhé. Tức là nước sôi được, nước bắt đầu sôi lên thì ta sẽ để cho nó sôi như vậy để nó bốc cái hơi nóng lên. Hấp thêm khoảng 6 đến 7 phút nữa thì cà sẽ được nhé. Đối với tỏi thì mình sẽ đập nhỏ ra và băm nhỏ ra nhé. Bây giờ thì mình sẽ tiến hành làm nước sốt nhé. Mình sẽ cho vào đây 1 thìa dầu hào. Tiếp đến chính là 2 thìa nước tương, 1 thìa tương ớt, 1 thìa này giấm. Chúng ta cho vào đây 1 thìa dầu ô liu hoặc là dầu vừng, dầu lạc đều được hết nhé. Tiếp đến là 1 thìa đường, 1/2 thìa canh hạt tiêu. Chúng ta sẽ cho thêm 3 thìa canh này nước lọc. Sau đó thì chúng ta sẽ hòa tan. Chúng ta sẽ tiến hành nấu cái nước sốt để tí nữa nêm với cà nhé. Chúng ta sẽ cho vào đây một chút dầu ăn này. Chúng ta đợi cho dầu nóng lên. Thì chúng ta sẽ cho tỏi vào trước. Bây giờ thì chúng ta sẽ đổ cái nước sốt mà chúng ta vừa làm vào đây. Đó. Và chúng ta sẽ đun sôi lại khoảng 1 phút nữa là được. Sau đó ta sẽ bỏ nước hành vào để cho nó tan. Phần cà chúng ta hấp này đã chín rồi. Bây giờ thì chúng ta sẽ trình bày ra đĩa để có thể cho cái nước sốt kia vào và hoàn thành món ăn nhé. Vậy là chúng ta đã hoàn thành món cà tím nấu theo một cách rất là khác. Và đặc biệt nấu theo cách này thì ăn với cơm rất là ngon luôn. Các bạn hãy thử làm nhé. Vì cách làm nó cũng khá đơn giản, nguyên liệu thì dễ kiếm và rất là rẻ nữa. Chúc bạn làm thành công nhé.